Chào tất cả các bạn. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, tức là thứ năm tuần sau, có một sự kiện vô cùng quan trọng diễn ra tại Việt Nam, đó chính là live show của bậc thầy Steve Vai. Và live show này đầu tiên của ông đến Việt Nam sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du vào thứ năm tuần sau, tức là ngày 19 tháng 10. Thì các bạn biết là Steve Vai là không chỉ là một bậc thầy guitar trên thế giới, về guitar ông còn là một con người rất là đáng yêu, dễ mến và rất là hài hước, cũng như cái phong cách trình diễn rất là độc đáo. Và nói chung là nhìn một cái là bạn nhận ra ngay Steve Vai rất là đặc trưng. Và ông đã đoạt 3 giải Grammy và cả chục giải đề cử Grammy. Các album thì ảnh hưởng rất nhiều thế hệ từ những thập niên 80 cho đến bây giờ. Rất nhiều tay guitar trên thế giới đều thừa nhận rằng Steve Vai là một trong những người tạo cái cảm hứng cho họ tiến về phía trước, luyện tập và sáng tạo trên cái đàn guitar. Thì tại sự kiện này chỉ còn vài ngày nữa, cũng còn không nhiều vé đâu. Còn nếu bạn nào yêu thích có thể xem trong cái comment đầu tiên ha. Mình sẽ để cái đường link để các bạn có thể đăng ký mua vé xem, để thấy được là một cái bậc thầy guitar thế giới về Việt Nam diễn. Thì đây là một sự kiện rất là hiếm hoi, các bạn phải có thể nói là cực kỳ hiếm hoi khi mà có những cái người mà tầm cỡ trên thế giới mà về Việt Nam diễn. Thì các bạn biết là so với các nước trong khu vực Thái Lan, Singapore, Ấn Độ thì mình rất là ít ha. Thì cái dịp này cũng rất là hiếm, thì mong là các bạn này yêu thích guitar hãy đến để chúng ta có thể học hỏi hoặc nghe hoặc là lấy thêm cái niềm cảm hứng cho mình trong quá trình chơi cái đàn guitar điện ha. Thì trong cái show diễn này có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là Steve Vai sẽ trình diễn cái cây đàn ba cần, người ta dịch là con quái vật ba đầu. Nếu các bạn lên YouTube, các bạn vào Steve Vai các bạn xem ha, cái gọi là Hydra đó. Thì nó rất là đặc biệt ha, nó ba cái cần. Một cái cần đàn là 12 giây, một cái cần đàn là 7 giây và một cái cần là guitar bass 4 giây. Phía sau này nó có là cái cây đàn hạp thu nhỏ nữa. Và Steve Vai sẽ trình diễn cả 4 cùng một lúc các bạn ha. Tại ông vừa đánh bass, ông vừa đánh rất nhiều kỹ thuật, nói chung là rất là đã. Và những cái bài hát tạo nên danh tiếng của ông nữa. Thì dịp này các bạn đừng bỏ lỡ nha. Thì hãy xem vào cái comment đầu tiên, mình có để cái đường link. Thì mình là chỉ là một người yêu thích guitar cũng đến đặt vé đến xem, chứ các việc bán vé này không có gì liên quan đến mình nhé. Mình chỉ giới thiệu để các bạn nào quan tâm có thể đến để gặp Steve Vai trong một sự kiện mà rất là hiếm hoi như thế này. Chúng ta hãy cùng đến và chào đón bậc thầy Steve Vai thật là nồng ấm nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại sự kiện.